cho các đội phòng. Và bảng A đại diện ở bảng A đã có được 3 điểm. Đỉnh đi em à. Đó là một tình huống hay dành cho cả vùng thập tam. Một pha phản công có yếu tố rất lớn của ngoại bình đấy kia mà. Và sau đó là một tình huống dọc biên ở cánh phải và căng ngang để giúp cho cao thủ thập tam có được bàn thắng 10 tỷ số. Gần cái bàn đó là Phan Chuất, 1 tỷ số dành cho cao thủ của thập tam. Chúng ta xác định cầu đá phạt góc. Bóng sống. Một pha rất ngẫu hứng của cao thủ thập tam. Tất nhiên là pha bóng vừa rồi chúng ta có thể thấy được là có những sự trơn. Ngoài cả bóng treo vào và bóng hồng rồi cho cao thủ thập tam là gì? Không đâu, tình huống đẹp bóng hồng của cầu thủ bên phía thập tam. Một pha bóng mà thủ thành bên phía cao thủ Everly đã tăng băng ra khỏi vòng cấm nhưng không thể cắt bóng thành công. Lần này thì Văn Chút lại để bóng vượt lên trời. Tình huống mà càng ngay cả ngoại binh của Đại Khi mà cũng đã nguy hiểm quá. Một tình huống vừa đủ cho thủ trung vệ Chí Linh. Cú sút rất khủng khiếp cho Đại Khi mà. Tập trung rồi em, không theo được tình huống đó. Đây rồi, 2-0 dành cho kẻ thù của Thập Tam. Lần này thì nó đã được thực hiện một cách dứt khoát hơn. Và bàn thắng của Hoàng Chí, 2-0 cho cao thủ Thập Tam. Một chút lưới về tấm phòng ngự của cao thủ áo đỏ và bóng bật ra đúng vị trí bằng xuống rất thuận lợi cho Hoàng Chí. Và là Tấn Khoa trước mắt anh là một người đầy kinh nghiệm như Hoàng Chí cũng phải nhà biên cái phải đang quá cú sút gầy. Chí Linh vẫn còn xoáy sở không vào. Bóng rất bình tĩnh của đội trưởng Đại Khoa. Tuy nhiên khoảng trống không nhiều dành cho số 2 bên phía cao thủ Everly. Văn Chuất. Chào bóng hay. Chân trái của cao thủ Thập Tam. Thế lần này thì bóng đã đi hơi cao. Nguy hiểm. Đá bóng của Chí Linh sẽ có đá qua góc cho cao thủ bên phía Avery. Những sức ép rất tốt. Và cả những tình huống mà Nguyễn Cú Vàng đã có một pha phá giả với cú đá phạt của cao thủ áo đỏ. Bây giờ sẽ có một cú đá phạt cho Thập Tam. Công sút là khá dốc. Có cơ hội. Khoảng trống. Chào bóng hay. Sóng gió trôi qua trước thành của ca thủ Avery. Vô
một cú dứt điểm ra trận rất mạnh của Dante Ma và có cả Quý Ấm. Như vậy là có bàn thắng dành cho cao thủ của công ty FPT. Có vậy thôi mọi người, của cao thủ bên phía Thu Tam đã không phối hợp nhịp nhàng với nhau. Người đang đến trong trận đấu thứ hai của cao thủ bên phía Thu Tam đã không khỏi. Quỳnh Sơn là người đã đứng trước tình huống này. Cho vài đứng rất gần, nhiều nói không. Rất cẩn trọng. Đạt tay ba. Chỉ biết đã đổ. Có cơ hội. Bắn chuẩn. Cú sút rất căng và rất hợp lý cho tình huống ghi bàn vừa rồi của ca thủ Thọ Tam. Cú đúp của Chimero và anh đang vượt lên là cầu thủ ghi bàn nhiều ở ngay vòng đấu đầu tiên. Đáng khóa chân trái vẫn chưa có bàn thắng dành cho ca thủ AVD. Lần này thì thủ thành Văn Hiếu cùng với đồng đội đã có một pha phòng ngự an toàn. Sự chú đỡ đăng hòa cùng với các đội đã làm được chuyện ở pha bóng này. Giúp đỡ cho bóng góc rất đẹp. Pha bóng rất tinh quái của Thu Tam. Hợp lý. Đó là cánh trái dành cho Hạnh Vũ. Cú sút thần. Bàn thắng đến dành cho cao thủ bên phía Thập Tập. 4-1 rồi. Hạnh Vũ là người đã xử lý vòng ngoài rất hợp lý cho các đội tận dụng một tình huống lộn xộn ở phía trong. Đó là một tình huống rất gót, rất hay. Tận dụng một pha lộn xộn đến từ đá phạt góc cho vòng cấm của cầu thủ Thọ Tam. Chú chết. Quả người rất bền, sút ghê. Tỷ số tiếp tục được dâng cao là 5-1 dành cho cầu thủ của Thọ Tam. Đây là trận cầu đang có nhiều bàn thắng nhất nghiêng về một đội bóng dẫn trước. Trận đấu này đã có bàn thắng số 5 cho cầu thủ Thọ Tam, trong khi pha lập công và những bàn thắng của trận đấu trước chúng ta đã chứng kiến với 7 pha lập công thì mới chỉ là 4-3 nghiêng về cầu thủ Liên Phong một đợt. Thành Nghĩa đã phải lùi về rất sâu. Chỉ vì đến ô xử lý rất khéo. 6-1 dành cho cầu thủ của Thọ Tam FC. Bóng là hat trick của Chí Miền Đồ. Thế thôi mọi người, của cầu thủ công ty AVD đã tỏ ra hơi mỏng trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ họ đã bị bào mòn về thể lực quá nhiều và bây giờ đã không còn giữ được vị trí nữa. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cầu thủ bên phía Thập Tam và cầu thủ công ty AVD. Tỷ số là 6-1 và xin chúc mừng các cầu thủ Thập Tam họ đã có được 3 điểm trọn vẹn cho ngày mở màn với một hat trick của số 8 Chimiano, bàn thắng của cú đúp của Văn Chuất và bàn thắng của chú Trệt. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại với trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay, trận đấu đáng chú ý giữa cầu thủ Nhật Thành và Hoàng Hiệp Phụng.